dụ tin Pháp triển khai điệp viên ở Ukraina Truyền thông Pháp dẫn nguồn tin tình báo giấu tên cho biết hàng chục nhân viên thuộc Tổng cục An ninh Đối ngoại DGSE đã được triển khai tới Ukraina. Kể từ khi cuộc xung đột giữa Nga và Ukraina nổ ra, đã có khoảng 50 nhân viên thuộc DGSE được triển khai tới Ukraina. Những nhân viên tình báo này đã thực hiện nhiều loại nhiệm vụ khác nhau, trong đó bao gồm cả cung cấp ảnh vệ tinh tình báo cho Kiev, nguồn tin giấu tên nói với phóng viên tờ Le Figaro của Pháp. Ngoài ra, những điệp viên trên cũng hoạt động với một số trang thiết bị viện trợ cho Ukraine, có khả năng bao gồm cả pháo tự hành xe ra, nguồn tin nói thêm. Tới nay, giới chức Pháp và Ukraine chưa đưa ra bình luận về thông tin được tờ Le Figaro công bố. Hãng tin RT của Nga nhận định, Pháp là một trong những quốc gia phương Tây viện trợ khí tài quân sự và kinh tế nhiều nhất cho Ukraine kể từ khi cuộc xung đột bùng nổ. Ngoài những cỗ pháo tự hành bánh lốp xe ra, Paris trong nhiều tháng qua đã viện trợ thêm cho quân đội Ukraine một số loại khí tài như tên lửa chống tăng Milan, đạn pháo cỡ 155mm và xe bọc thép VAB. Nga cảnh báo đáp trả tương xứng nếu Mỹ cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine. Moscow đã cảnh báo Washington về việc cung cấp cho Ukraine các vũ khí hạng nặng và vũ khí tầm xa vốn không tránh khỏi dẫn đến những biện pháp đáp trả tương xứng từ Nga. Konstantin Gabrilov, người đứng đầu phái đoàn Nga về đàm phán an ninh và kiểm soát vũ khí tại Viên nhận định chúng tôi không khuyến khích các chiến lược gia Mỹ đi theo con đường leo thang căng thẳng dọc biên giới phía nam của chúng tôi. Chúng tôi đã cảnh báo về việc cung cấp vũ khí hạng nặng và vũ khí tầm xa cho Ukraine. Điều không tránh khỏi chúng tôi phải đưa ra những biện pháp đáp trả tương xứng. Nhà ngoại giao này cho hay. Trong khi đó, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Tức Thượng viện Nga Valentina Matviyenko cho rằng các nước phương Tây đang ngăn cản Ukraine tổ chức các cuộc đàm phán với Nga về tình hình Ukraine chúng tôi đã nhiều lần tuyên bố và tổng thống nga vladimir putin cũng đã nói trong bài phát biểu gần đây rằng nga sẵn sàng đàm phán nhưng bởi vì ukraine không phải một nước độc lập và hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của phương tây nên họ tức ukraine không được phép thực hiện điều đó họ nói rằng họ chưa sẵn sàng đàm phán bà matienko cho hay Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 4 tháng 10 đã ký sắc lệnh chính thức loại bỏ khả năng đàm phán với người đồng cấp Nga Vladimir Putin. Người phát ngôn Điện Kremlin bình luận khi nói về việc hai bên sẽ tổ chức đàm phán, Nga sẽ chờ tới khi có sự thay đổi về vị trí tổng thống Ukraine liên quan đến các cuộc đàm phán với Moscow ukraine tuyên bố bắt đầu giải phóng lugansk tỉnh trưởng lugansk thuộc chính quyền ukraine tuyên bố quân đội đã giành lại được một số khu vực ở tỉnh này từ tay lực lượng nga chiến dịch giải phóng lugansk chính thức bắt đầu một số khu vực đã được giải phóng khỏi quân đội Nga. Tất cả lính Nga đều nhận ra họ không thể tránh khỏi cuộc phản công và họ đang bị đánh bại. Tỉnh trưởng lugansk Sekhi Gadai thuộc chính quyền Ukraine phát biểu trên truyền hình quốc gia hôm mùng 5 tháng 10. Gadai kêu gọi cư dân đã sơ tán khỏi Lugansk hồi đầu năm chưa vội trở về, cam kết sẽ thông báo thời gian người dân có thể quay lại. Theo ông, cư dân ở các khu vực đang do lực lượng Nga kiểm soát cũng nên sơ tán khỏi chiến tuyến hoặc tìm nơi trú ẩn. Trên mạng xã hội lan truyền bức ảnh cho thấy quân đội Ukraine đang ở ngôi làng thuộc Lugansk sau khi tiến qua từ tỉnh Donetsk lên cận. Trong bức ảnh là các binh sĩ vũ trang cầm cờ Ukraine đứng quanh tấm biển chỉ đường ở làng Herkivka. Nga kiểm soát gần như toàn bộ tỉnh Lugansk, trong khi hai thành phố chiến lược là Severodonetsk và Lysychansk thất thủ hồi tháng 7. Nga đã tuyên bố xâm nhập tỉnh này cùng ba vùng khác của Ukraine là Donetsk, Zaporizhzhia và Kherson. Quân đội Ukraine gần đây đạt được bước tiến ở tỉnh Kharkov và sau đó giành lại thành phố chiến lược Liman ở Donetsk tạo đà để phản công vào Lugansk. Ukraine đối mặt với cuộc chiến quyết định ở phía nam trước khi mùa đông đến. Mỹ cảnh báo Ukraine sẽ đối mặt với cuộc chiến quyết định để giành lại lãnh thổ ở phía nam nếu muốn cản trở cơ hội củng cố lực lượng của Nga trước khi mùa đông đến kéo theo những điều kiện chiến đấu khó khăn. Cuộc chiến quyết định ở phía Nam. Trong những ngày gần đây, lực lượng Ukraine đã tuyên bố đạt được thành quả trên hai mặt trận, giành lại một số vùng lãnh thổ ở phía Đông và xuyên thủng các phòng tuyến của Nga ở phía Nam tại Kherson. Lầu Năm Góc nhận định Kiev phải tận dụng đà tiến công ở phía Đông để đẩy lùi các lực lượng Nga, hiện đang kiểm soát khu vực chiến lược phía Nam cửa ngõ thông qua Biển Đen. Thời gian giao tranh ngày càng ngắn lại, Ukraine đã giành được ưu thế và cần tiếp tục thúc đẩy lợi thế này. Nghị sĩ đảng Dân Chủ Christine Murphy, đồng thời là một thành viên của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện cho hay. Thảm họa lâu dài thực sự với Ukraine là Nga sẽ chặn đường tiếp cận biển của Ukraine từ Mariupol tới Odessa. Việc tiếp cận Odessa mang ý nghĩa sống còn với Kiev, trong đó họ cần ở vào vị trí thế tấn công chứ không phải chỉ phòng thủ ở phía Nam, nghị sĩ Mỹ bình luận trong khi Ukraine tuyên bố tiến hành thành công cuộc phản công ở khu vực Kharkov và giành được thành phố Liman ở khu vực Donetsk, thì phương Tây coi việc kiểm soát Kherson là một phép thử mang tính quyết định. Nếu có thể kiểm soát Kherson, bạn chắc chắn có thể ngăn cản bất kỳ ai tiếp cận Odessa, và tôi tin rằng đó là điều Nga thực sự mong muốn, một quan chức quân sự cấp cao của Mỹ cho hay. Ukraine cũng nhất trí rằng những tuần tới đóng vai trò then chốt trong chiến dịch giành lại lãnh thổ ở phía Nam. Chắc chắn chúng tôi cần phải nhanh chóng tiến công để giải phóng các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng bởi những thay đổi về thời tiết sẽ hạn chế các hành động quân sự trong khu vực này, Ihor Romanenko, cựu phó tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Ukraine đánh giá. Nếu các nước đối tác hỗ trợ chúng tôi bằng cách cung cấp nhiều vũ khí hiện đại, thì tình hình sẽ chuyển biến nhanh hơn nhiều và chúng tôi sẽ không bàn đến yếu tố thời tiết nữa. Cựu quan chức Ukraine nhận định, các quan chức quân sự và các nhà quan sát phương Tây dự đoán Ukraine có thể giải phóng Kessel bất kỳ lúc nào từ giữa tháng 11. Các lực lượng của Ukraine đã đạt được tiến triển ở phía đông bắc của thành phố này và sẽ thiết lập vị thế chắc chắn ở sông Dnipro, một quan chức quốc phòng cấp cao khác của Mỹ cho hay. Họ cũng đang di chuyển từ phía bắc theo hướng Kherson nhưng chậm hơn. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận hôm 4 tháng 10 rằng các lực lượng của nước này đã giành lại được một số thị trấn ở tỉnh đông bắc Kherson. Họ cần làm gì đó ở Kherson và thực hiện điều này sớm, một nhà ngoại giao phương Tây bình luận. Các quan chức phương Tây cho rằng việc cấp bách lúc này là Ukraine cần giành lại khu vực phía Nam trước khi mùa đông tới, bởi trong 3 năm qua mặt đất không đóng băng, do đó nó sẽ sớm trở nên bù lầy. Các điều kiện trên sẽ khiến cả hai bên khó triển khai lực lượng, buộc họ phải tập trung lực lượng ở những con đường lớn, những nơi dễ bị phát hiện. Lợi thế thuộc về bên nào? mặc dù nhận định nhuệ khí chiến đấu của nga đang đi xuống nhưng các quan chức phương tây cho rằng moscow đã củng cố các vị trí ở phía nam khiến cho bất kỳ cuộc tấn công nào của ukraine đều trở nên khó khăn hơn nga cũng tập trung nỗ lực và thời gian để củng cố các vị trí ở đây khác biệt hơn một chút so với những gì họ từng làm ở phía đông họ có thể di chuyển xe bọc thép vào trong và đã xây dựng một số hàng rào phòng thủ thô sơ xung quanh một quan chức nato cho hay Quan chức này cũng cho biết đó là bài toán đặt ra cho Ukraine. Kiev cần một lực lượng áp đảo để tiến vào đây. Dù vậy, một quan chức quốc phòng Mỹ nhận định các lực lượng của Nga đang gặp khó khăn về cơ sở hạ tầng và các tuyến hậu cần trước mùa đông. Do đó, đây có thể là lợi thế của Ukraine. Ukraine cần suy nghĩ sử dụng các khóa huấn luyện đặc biệt mà họ nhận được từ chúng tôi để tìm cách hạn chế các lợi thế của Nga trên chiến trường. Evelenin Farkas, một quan chức lầu năm góc dưới thời chính quyền cựu tổng thống barack obama cho hay Chính quyền Tổng thống Biden cũng cung cấp cho Ukraine hơn 17,5 tỷ đô la Mỹ hỗ trợ an ninh kể từ hồi tháng 1 năm 2022. Tổng thống Joe Biden tuần trước đã ký thành luật gói hỗ trợ khẩn cấp cho Ukraine, trong đó có 7 tỷ đô la Mỹ các hợp đồng vũ khí sát thương. Chính quyền Mỹ cũng thông báo gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine trị giá 625 triệu đô la Mỹ trong tuần này, trong đó có 4 hệ thống pháo phản lực HIMARS và cho biết chúng sẽ đến Ukraine trong thời gian ngắn. Đại sứ Nga tại Mỹ Anna Anatoly Antonov cảnh báo quyết định của chính quyền Mỹ khi bơm vũ khí cho Ukraine không chỉ kéo dài cuộc chiến và gây ra nhiều thương vong, mà còn làm tăng nguy cơ xung đột quân sự trực tiếp giữa Nga và các nước phương Tây. Các nước phương Tây đang theo dõi chặt chẽ chiến trường Kherson để xem quân đội Ukraine triển khai các vũ khí nhận được như thế nào trong một cuộc tấn công phức tạp vào các lực lượng của Nga ở môi trường đô thị. Trong khi đó, theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov, các máy bay chiến đấu, tên lửa và pháo binh Nga đã tấn công 5 bốt chỉ huy của Ukraine cùng 43 đơn vị pháo binh và các trang thiết bị quân sự tại 157 khu vực. Quân đội Nga cũng đã phá hủy hệ thống tên lửa phòng không buk M1 của Ukraine ở nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng DPR. Moscow cũng cho biết cuộc tiến công của quân đội Ukraine tại khu vực Duchani ở Kherson đã bị chặn lại. Các quan chức Mỹ khẳng định họ đang cung cấp những gì Ukraine cần, song cố gắng tránh leo thang căng thẳng với Nga. Họ cũng tuyên bố cứng rắn rằng động thái mới đây của Tổng thống Putin về việc xâm nhập bốn vùng lãnh thổ cũng như những cảnh báo hạt nhân sẽ không ngăn cản Ukraine tiến công mạnh mẽ để giành lại lãnh thổ xâm nhập sẽ không thay đổi bất kỳ điều gì trong lập trường của Ukraine, ngoại trừ khiến họ tấn công mạnh mẽ và nhanh hơn, Ben Hoggers, cựu chỉ huy lục quân Mỹ ở châu Âu cho hay. Các quan chức Mỹ cũng tin rằng Liên minh phương Tây có thể hỗ trợ Ukraine đối phó với các lực lượng của Nga trong mùa đông này. Mỹ cho rằng việc giành chiến thắng ở phía Nam có ý nghĩa cần thiết để Ukraine có vị thế thuận lợi hơn trong các cuộc đàm phán hòa bình tương lai với Nga.